Omsea thì đang có tới 4 người của FlyQuest. Đây là một round thì nó bắt bài rồi. Tràn ra cũng có Omsea và rơi đúng vào cái bẫy mà FlyQuest đã răng ra. Hai người bên phía Heroic nằm xuống Tset đổi 1. Double kill tới đến của Tset nhưng mà in hết đạn rồi. Và Inz đang có móc lobby, Tset nằm lại rồi và một mình với chiều kích sàn. Giờ thì là 1v2, kích sàn đang cố gắng đổi, biết được vị trí của Inz và đó là double kill. Tiếp tục solo em nhưng không chiến thắng được Liat. Tôi cũng muốn nói điều tương tự như vậy. Và lại là tiểu nó xây tiếp tới bên phía của Eric rồi. Họ đang bóc bắt cực kỳ chắc ở đây và hai người cùng bom xe nằm xuống mà không thể đổi được ai. Sẽ là một quả bom đặt đẹp về cái bước hướng mini. Hai khẩu M4 phía ngoài của outside thì thậm chí còn chưa kịp thi đấu cơ. Eric cũng có câu trả lời luôn. Kịch bản giống hệt với map thi đấu đầu tiên. Hết rồi, đoạn này hết rồi. Chỉ cần một tình huống đơn giản như vậy, hai quả flash pop vào, một khẩu P250 có mạng và một khẩu Tech9 có mạng. Thế là rao thắng nằm trong tay của các thành viên bên phía Heroic luôn. Thôi thì nhìn về mặt tích cực thì các thành viên bên phía FlyQuest không rơi hai khẩu M4. Chứ còn em không nghĩ ra cái mặt tích cực nào khác nữa anh Cửa. Đúng là như vậy. Thôi thì vậy. Nhưng mà round sau chúng ta có thể thấy với cái lượng hỏa lực như thế này tới từ Heroic thì họ hoàn toàn có thể chơi một round thi đấu tốc độ cao nữa nha. Toàn SMG cùng với đó là lục thôi. Tiếp tục phá cửa Squeaky và lại một lần nữa tràn ra cũng bom say à. Không số lùi. Dexter có một. Sau đó thì bị đổi và vách sai trên cục silo. Bom xe cũng chỉ đổi được một má thôi. Bây giờ là một tiếng thăm mình với Kixon không check hết cái mực cao à. Tset làm gì đấy? Xuống thôi, xuống thôi. Nhưng dưới này đã có người đứng chờ này. Dưới này đã có người đứng chờ này và đó là vị trí của Inz. Inz không thể thua được tình huống này, đúng là như vậy. Đi qua quả smoke tới từ Nikodot thì nó là cái chết. Nó chắc chắn sẽ là cái chết. Round thi đấu này là round thi đấu Frostbite tới từ các thành viên bên phía FlyQuest. Secret có người. Một bài cắt rộng tới được bên phía của Eric và họ sẽ giạt ra theo tham mình. Biết xuống Secret rồi. Nhưng Inz ở đây đón được một. Nhưng chỉ là một mà thôi. Nhưng tăng đầu của Tset vẫn rất chất lượng nha. Mặc dù nằm xuống nhưng cái lượng sát thương của Tset gây ra là rất nhiều. Vixai. Một góc đứng giữa đường tới từ Vixai. Và góc này thì khả năng cao là anh ta sẽ có được một. Đúng là như vậy, thậm chí là hai luôn. Suýt chút nữa là ba. Tình huống xấy rất tốt tới từ Vixai với khẩu M4S ở trên tay. Và round này thì khó dành cho bên phía của Heroic rồi. Nikodot đã mồm. Nuzzy thì vẫn chưa tìm kiếm được một cái mạng hạ gục nào để khai thông thế bế tắc. Và góc kề tới từ Alistair thì hơi khó để vị trí của Nikodot có thể check. Nikodot đang chờ Nuzzy đi trước. Nikodot là người cầm bom. Và Nuzzy không thể nào làm được gì. Bây giờ thì Nikodot sẽ cố gắng clear lại Alistair. Nhưng Alistair biết Nikodot vừa ở đâu, chủ động đi tìm luôn và nó sẽ là chiến thắng tiếp theo dành cho các thành viên bên phía FlyQuest. Hoàn toàn là một tình huống có thể cầy được từ anh Nông. Ui ôi, cầy kiểu cầy ở trên thang này là không ổn rồi anh Nông ơi. Và thường là nếu như có đẩy lobby thì sẽ phải rủ nhau đẩy ở cả ram và đẩy ở cả khu nhà hát ra, nhưng mà anh Nông thì lại đẩy một mình. Một động thái quá tự tin. Đẩy chung thì sợ không có cái gì mà ăn, phải tự làm tự ăn tới từ anh Nông. Thực ra không ăn được cái gì luôn. Bây giờ thì 5v4 dành cho Heroic nhưng nó vẫn là một câu chuyện rất khó. 4 thành viên còn lại của FlyQuest vẫn là một lượng trang bị hoàn hảo về mặt bom mìn cũng như là súng ống. Heroic thì lại không có bất kỳ một quả flash nào. Hết rồi. Không thể nào làm được điều gì tới từ các thành viên của bên phía Heroic trong một round thi đấu mà họ eco. Chỉ có những tình huống kiểu kiểu như là anh Nông vừa làm, tạo điều kiện và tạo cơ hội cho đi vào đúng cái chỗ đấy. Thì thế mà khoan vào thôi. Đẩy tại khu vực thùng đỏ tới từ Alistair luôn. Một quyết định muốn chơi chủ động nhưng anh Nông mù quá. Bây giờ thì Alistair đây rồi. Tset đã gục. Và liệu rằng bên phía Kixon có dám đi qua quả smoke này để đổi hay không. Farm sau làn khói và anh Nông mới là người có mạng. Một sự đột biến được tạo ra từ bên phía FlyQuest khi họ chủ động chơi cương tại outside. Và đó đã là một quyết định chính xác. Nhưng Heroic lúc nãy thời điểm đầu round không có ai lên nóc silo cả. Do vậy những tình huống đẩy ép của Dexter hay là Alistair thì không bị bắn từ trên xuống dưới. Bây giờ mới lên thì đã là quá muộn tới từ Nuzzy rồi. Nhấp nhả là cực kỳ khó chịu tới từ Alistair.
Bây giờ thì vị trí của Yins đang là player quay trở về với khu vực Heaven. Sus, một động thái bò chay tới từ bên phía của Heroic ở phía ngoài khu outside này. Kiểm soát thành công Gara rồi, nhưng nên nhớ rằng Sus đang là player có cho mình khẩu, chính xác hơn là người cầm C4 nha. Hai play còn lại thì mò mẫm vào cục mini, nhưng mà trên cao A có người, thậm chí là hai người. Secret thì Alistair vẫn đang giữ lại, bắn rất nhồng tới từ Alistair. Quyết định là di chuyển hai người lên trên cục Haven vì biết điều đó. Có lẽ là cần phải quay xe, thời gian còn lại không quá nhiều. Heroic cần phải đưa ra một quyết định xử lý nhanh chóng hơn. 20 giây nữa. Nikodot, một trái flash được trả vào, Viz nằm lại, nhưng còn đó là Liat ở đây. Double kill tới từ Liat. Hết rồi. Nốt gì liệu có xếp hay không này, quyết định là deny súng từ phía đối phương. Nhưng một là chết luôn và hai là xếp. Rồi, sẽ là xếp. Sẽ là xếp thành công tới từ vị trí Nốt gì thôi. Alistair kìa. Tiếng spam từ khu vực Gara lên Heaven và yếu được Nốt gì rồi đấy. Và việc để cho Nốt gì xếp được của chúng ta trước, anh ta được bắn tiếp là một quyết định chính xác. Nhưng cái quyết định này có lẽ nó đã là sai lầm rồi, tôi nói hơi sớm. Bây giờ Liat đổi được hai. Cầu AK xếp từ round trước tới Nốt gì không đem lại bất kỳ một hiệu quả gì. Chỉ còn lại Kixon và Nikodot thôi. 2 vs 5. Còn là hai khổ lục nữa. Rõ ràng những cái bài đánh bên phía Heroic nãy giờ đang thiên về tốc độ nhiều quá. Chúng ta có thể thấy những đội tuyển bây giờ bắn T-side tốt ở tại Mathunder lúc này, như kiểu Faceland chẳng hạn, họ bắn T-side cực kỳ chậm. Nhưng mà nó khó chịu và nó đầy sức sát thương. Còn với Heroic thì đồng ý rằng là họ cũng pick Mathunder lúc này. Nhưng mà cái lối chơi thiên về tốc độ lại đang không đem lại hiệu quả dành cho Heroic. Có lẽ cái tư tưởng quan trọng là tốc độ nó đang ảnh hưởng đến cả lối chơi luôn, chứ không phải là phong cách bắn ọp nữa rồi. Vẫn cứ quan trọng là tốc độ tới từ phía Heroic. Còn thắng hay không thì nó lại là câu chuyện khác. Inns đã có thông tin, một quả nết được bồi. Lửa trả vào phía bên này thì Inns sẽ giạt vào được. Inns đủ được bao nhiêu đây? Có đồng đội ở ngay trước mặt cover. Có khi là vị trí của Inns không cần luôn, vẫn là đổi được một. Đã có hai smoke trả và sẽ là tiếng phá smoke tới từ Alistair. Một tình huống bắn theo ra mình, quả smoke được phá và Alistair hạ ông T-set bắn yếu luôn cả Kixon. Vẫn kịp click, nhưng làm sao đoán được là Liat đã lên từ khu vực Secret. Bây giờ shoot lộ thông tin và nó double kill dành cho Vexai. Map 3 chúng ta thì sẽ là Anubis. Và map đó thì Heroic chủ động bỏ đi Vertigo để đẩy về. Đang là 2 ram tới từ bên phía của FlyQuest nha. Nết được dội vào. Ui, quả nết 150 đam. Bây giờ thì shoot nhìn thấy cái gì sau quả lửa này không? Không nhìn thấy cái gì cả. Nikodot hạ gục được Vexai, nhưng cái lượng máu còn lại tới từ bên phía Heroic kìa. Những quả nết mà FlyQuest họ trả, nó là những quả nết phải nói là đau thấu xương. Ba yếu. Thu hồi được một khẩu AK nữa, nhưng mà đúng như những gì mà Nam Long có đề cập thì cái lượng máu còn lại tới từ Heroic quá ít để họ có thể tạo ra được một bất ngờ gì đó ở đây. Còn quả nết và một quả smoke, Liat đang chờ sẵn tại khu vực bom xe B rồi. Liat đã có thông tin, hạ gục được Kixon, bỏ nhỏ quả flat. Bây giờ thì Liat cứ dích dắc ở đây thôi. Đối phương không có lửa trả vào thì chả có lý do thì Liat phải vội cả. Cứ như thế này thôi. Nikodot đang bò dần vào rồi. Đồng đội đã về tới khu vực cửa đôi. Trên ram còn có những tình huống móc máy ngược lại của Inns. Góc kế đẹp tới từ chịu anh Nông với khẩu ộp. Nhưng anh Nông thì khả năng cầy nó sẽ là tốt hơn khả năng sử dụng ọp, đúng là như vậy rồi. Anh Nông đã nằm. Rồi bây giờ thì Liat đã gục được Nikodot trong khu bóng sai. Không thể làm được gì tới từ nợt gì. Rồi, bắt đầu ném bài vào. Quả lửa tới từ Dexter sẽ trả ngược lại vào trong khu vực nhà H. Chủ động anti-flash. Trên cao A có người và sẽ rất khó để kích sang có thể ra được. Đây, chúng ta có thể thấy ném thêm một bài nữa. Có một mạng tới vì Kixon. Inns. Một và chỉ là một mà thôi. Có vẻ tiếng set bài của bom xe này sẽ là thành công tới từ Heroic. Nikodot tò mò, Alistair tiếp tục bắn trượt. Repick. Vẫn muốn repick tới vị trí của Alistair, lấy đâu ra sự tự tin vậy nhỉ? Sự tự tin là đang dẫn 8-1 đấy anh Cường. Thì bây giờ thì nó sẽ là 8-2 rồi. Một bài đánh vào khu vực bom xe A
tới từ các thành viên bên phía của Heroic, nhưng quan trọng là người đứng ở trên khu vực tầng 2 né được flash rồi, nhưng những người còn lại thì lại không làm tốt trong cái nhiệm vụ tương tự đó. Một mình Ins đổi được mạng mà thôi. Những cái góc đấy của Ins là một cái góc mà khi đã đổi được là không có cái cách nào khác để có thể sủi. Chỉ là đổi và chết thôi. Nhưng bây giờ thì tan dần một quả rồi, quả thứ hai cũng đã bắt đầu tan. Tetset vừa lộ phút. Và tôi nghĩ là FlyQuest đã có thông tin là khả năng bên phía Eric đã có người xuống được Secret thành công. Alistair đang kê ven chứ không phải là đang kê tại khu vực Secret đó. Xong. Bây giờ quay trở lại. May là có một nhịp nhá tới từ Alistair đấy, đổi góc một khi. Thực sự là xử lý rất khó hiểu tới từ bên phía của Alistair. Hết rồi, con số 3 sẽ có dành cho Eric trong round này thôi. Không thể làm được gì tới từ ba thành viên còn lại tới từ bên phía của FlyQuest. Ven thậm chí chưa phá cơ. Không hiểu vì sao nãy giờ thì Alistair lại kê vào ven. Backside cũng đi luôn rồi. Thôi cũng không quá quan trọng vì dù gì đây cũng sẽ là ra thắng thứ 3 tới từ Heroic. Vâng, cốt của bên phía FlyQuest là người Mông Cổ anh em nhé. Akkad cũng là một pro player cũ của The Mongo. Và thi đấu cuối cùng ở lượt first half nào. Có 9 thì sẽ là một con số vô cùng an toàn dành cho FlyQuest ở đây. Nutzy đã biết rằng đối phương đẩy vào trong lobby rồi. Nhưng mà Nutzy góc này đang phải lẩn. Chui vào trong quả smoke và đi qua smoke luôn, nhưng mà không check ở phía ngoài. Còn đó là Ins. Tưởng chừng như sẽ là một tình huống thăm minh thế giới. Và Alistair rất may là có thể sủ thành công. Ins có cái mạng tiếp theo của mình khi hạ cũng được kích sân rồi. Lên 9 dành cho bên phía FlyQuest thì lượt thi đấu second half sẽ là thử thách hơn rất nhiều dành cho Heroic. Nhưng Shirt đã gỡ được một, quan trọng là cái lượng máu còn lại của Shirt đang là rất thấp. Một góc kề, một pixel tới từ bên phía của Alistair. Tôi không chắc là anh ta có đủ nhanh để phản ứng trong tình huống tiếp theo nếu như đối phương giạt hay không. Liad lộ thông tin rồi. Sẽ là mở cửa để nhảy check tới từ vị trí của Liad. Và Alistair góc kề hẹp như vậy vẫn tìm thấy Shirt. Nào, cái mạng tiếp theo hay không? Không có cái mạng thứ hai. Thực sự luôn đấy, thực sự luôn. Alistair thực sự luôn. Dám repick lại trong một cái tình huống nó đến là như vậy. Và bỗng dưng thì với một lợi thế khổng lồ về mặt nhân sự, bây giờ lại là 2v1 dành cho Heroic rồi. 4v2 thành 1v2. Đúng vậy. Nhưng 20 giây đi đâu đây? Vixai đang nghe thấy rất nhiều thông tin. Vixai 17 máu, và đó vẫn là chiến thắng được dành cho bên phía của Heroic. Anh Nông đã bị đình. Bây giờ thì Body Hunter rồi, Nico Dot ơi, cửa kiểu gì đấy? Hết đạn rồi, anh Nông khổ quá rồi. Ôi kìa, một viên, không được rồi, giấc mơ không thành hiện thực rồi. One bullet and a dream, nhưng mà anh Nông thì không mơ thành công. Và đấy thì cũng đã quá hay tới từ Dexter rồi. Hai mạng trong một tiếu xử lý 1v3 đã đem về được 1v1, nhưng khẩu Glock 20 viên là không đủ. Góc này tôi sẽ đang chọn cho mình một vị trí solo em chỏm đầu. Thực sự em không đánh giá quá cao cái góc của Tetset đâu, nhưng mà Tetset đã đổi được một rồi. Có lẽ là em đã đánh giá sai. Và sủi rất nhanh tới từ Tetset. Đáng định nói là góc đấy không có khả năng đổi được nhiều. Thì quyết định của Tetset đó là chơi an toàn. Bắt góc được một người trong chạy luôn. Nicolot đã có thông tin. Một góc kê rất đẹp tới từ Nicolot, nhưng cái tơn sấy thì nó vẫn là dính. Một quả flat mà có tính toán về mặt hình học. Bây giờ thì Alistair liệu có thể làm được gì hay không? Bây giờ Alistair mà lùi thì khả năng là sẽ bị Nicolot bắt cóc tiếp này. Đã là lùi được thành công khi Nicolot quyết định đưa ra chỉ là nhá thôi. Nhưng anh Nông thì đã mồm. Và 3v5. Vì súng bom B cũng khó khi mà đã có vị trí của Tesset ở phía dưới rồi. Tesset như một bức tường thành vậy, vô cùng vững chãi. Cố gắng nhá ở silo. Nhưng đây là một thời điểm mà đã có lợi thế nhiều như này rồi thì có lẽ là có ai đó về để hỗ trợ cho Tesset chứ nhỉ. Tham mình. Tesset đang nhá. Đây rồi. Đã nhìn thấy cái lưng của đối phương bắn được vào mặt của Liad, nhưng Alistair lại là người làm tốt hơn. Không anh sao hết, hai thứ mình hạng nặng. Sus đang về. Anh Nông ơi,
Liệu anh Nông có bị trích hay không? Anh Nông mà làm được hai là cơ hội mở ra đây này, đây rồi. Anh Nông, ôi rồi ơi, anh Nông ơi, hỏng hết cả bánh kẹo rồi. Và một mình Alistair bây giờ làm được cái gì đây? Nó sẽ là con số 6 dành cho bên phía của Heroic. Chưa lộ. Như một chú rắn tới được vị trí của Ace. Đây rồi. Đấy rồi, thấy rồi. Bỏ người. Đất gì? 4 chia 3, đất gì không thấy. Và đó là mạng dành cho Ace. Mini đang đẩy ra để cố gắng tìm kiếm pha đổi ở đây nhưng chưa được. Trần Evan cũng đang ra, không có đắp bóng kêu, bị bùng chuột tới thì rất nhiều đen đủi bên phía FlyQuest. Và bây giờ thì sút đã bị đinh, nhưng sút rơi được xuống khu vực ven rồi. Bom xe A còn Kixon, bao nhiêu mạng dành cho Kixon đây? Một, không có cái mạng thứ hai. 3v3, nhưng bên phía FlyQuest hai người yếu rồi. Và Alistair liệu có check hay không đây? Không check. Người khỏe máu thì đã bị hạ gục. Bây giờ còn hai thương binh, liệu có câu kéo đủ thời gian hay không, bởi vì Heroic họ không có kit. Vách sai, không đổi được ai và nó sẽ là dấu chấm hết dành cho Liad thôi. Không thể nào làm được gì. Ô, từ từ. Nhưng Zed sẽ nhặt được cái kit rồi này. Gỡ luôn ư. Pro never fake. Liad ơi, Liad không đoán được rồi. Và nó sẽ là điểm chiến thắng thứ 7 dành cho bên phía Heroic. Nhưng cũng phải nói là đã rất nice try đấy từ Liad. Nikros đang là người có số frag cao nhất trong đội hình của bên phía Heroic luôn, với con số là 15. Nó sẽ là Dia, lửa được trả, Vexai đi qua lửa, Vexai không check tại khu vực knock mini. Và Nikros thì đã kịp đổi một tại khu vực ram này. Có cái mạng thứ hai không đây? Chưa có cái mạng thứ hai. Không thể nào làm được gì khi liên tiếp là lửa và nét được dội vào khu vực mà Nikros đứng. Nhưng bây giờ thì xuống B. B đã có người về tới từ bên phía của Heroic, đó là Kixon tại khu vực cửa nhỏ. Và có cả nớt gì tại khu vực cửa đôi nữa. Dexter thì đang lo tuyến sau dành cho những người đồng đội của mình để tạo khoảng trống cho Alistair. Cùng với đó là Liad có thể gây ra những sự nhiễu loạn tại khu vực bom sai B. Anh Cường biết điều gì không? 8-1 và bây giờ chuẩn bị là 8 đều rồi đấy. 8-1 và bây giờ chuẩn bị đã là 8 đều rồi. Bây giờ sẽ là bò vào trong khu vực bom sai B. Nhưng Kixon đã bỏ cửa nhỏ. Sẽ là chờ đợi một tình huống đặt bom tới bên phía FlyQuest. Rồi sau đó Heroic chơi retake. Họ có kit mà. Họ không cần gì phải vội thời điểm này cả. Nhưng chỉ cần một tiếng tít tít thôi, cả hai cánh cửa này mà mở ra cùng một thời điểm, thì chắc là các thành viên bên phía FlyQuest họ gãy người. Nhưng quyết định sẽ đi truy đối phương luôn. Truy lùng của anh Nam. Và Dexter hạ gục được Kixon. Những cái tình huống xấy phải nói là chớ hai bãi tới từ Alistair. Lợi thế vẫn thuộc về các thành viên bên phía Heroic và họ tổ quay vây bắt. Lại là anh Đông với cái góc này. Nhưng đây không phải là round thi đấu Pistol. 8-1 đến 8 đều thật. Sút đang bỏ khỏi góc nhà hát, đã nhìn thấy người trong khu vực mini rồi. Anh Đông còn full bomb. Nhưng sút đang bị những tình huống spam rất khó chịu. Và bây giờ thì Nico đã bắt trượt viên ỏng của mình. Sút chỉ kịp đổi một mà thôi. Bom ra đã hoàn toàn bị chiếm từ bên phía FlyQuest. Test set bây giờ đang móc những quả C4 nó chưa qua được. Quả C4 nó chưa qua, có ai về cứu quả C4 hay không? Ins đã bị lộ, nhưng có lẽ là Tết sẽ không đoán được đằng sau lưng là Alistair, đúng là như vậy. Hết rồi, trận thi đấu này sẽ là hết rồi. Sẽ phải giữ lại súng cho trận thi đấu tiếp theo tới từ Heroic thôi. Một tình huống đánh chậm rất hay tới từ FlyQuest khi mà họ hướng tới khu vực bom xe A thành công. Và sẽ là 9 dành cho FlyQuest ở phần T-side. Cũng phải nói đến đó là một tình huống đục mà tôi chưa kịp nhìn ra là ai, nhưng nó vô cùng khó chịu. Nikros đứng trong khu vực nhà hát, bắn trượt của ấy là chết rồi. Là chết thắn chết rồi. Mà không phải là chết Nikros mà chết cả khu vực bom xe A luôn. Bởi vì Mini đã tiếp cận, Nikros bắt buộc phải cường được hát. Từ 8-1 lên 8 đều. Và bây giờ thì mới lên được con số 9. Vẫn chưa hề lộ tiếng. 25 giây quyết định tới từ bên phía FlyQuest là đi đâu đây? Sẽ là Dia rồi. Chắc chắn phải là Dia rồi. Nhưng lửa vẫn được bồi vào, thêm cả những tình huống smoke nó bắt buộc phải dập để đi qua. Ins đổi được một trong khu vực bóng sai Kixon.
kích sân nạ cũng được một người và bây giờ chỉ còn một mình Isman thôi, yếu lắm rồi. Khoảng tầm mình quá cận kề tới từ các thành viên bên phía FlyQuest. Không có ai hỗ trợ cho Nut gì ở tình xử lý này cả và backside sẽ đối đầu với Nut. Đây rồi. Một fire shot và thậm chí là double kill sút trong bò ma cũng đổi được một, thậm chí là hai khi một quả lửa nướng chín đi vị trí của Alistair. Và Yins, chú rắn bên phía của FlyQuest nhá tốt. Repick và Nikolos nằm lại rồi. 17 frag Yins vẫn là carry chính bên phía của FlyQuest từ map thi đấu thứ nhất đến với map thi đấu thứ hai. Nhưng nếu như cứ chỉ một mình Yins chơi game thì thật sự là khó dành cho FlyQuest. Bom thì đã rơi rồi. Liệu rằng Yins có thể làm được điều gì hay không? 1 vs 4 đã được đưa về là 1 vs 3. Nhưng nó vẫn là một câu chuyện quá khó dành cho Yins. TZ đứng ở ven nhỏ và trong khu vực offside có Kixon như thế này nữa. Một tình huống mà chỉ cần một người bị bắn thôi thì người kia sẽ ngay lập tức lắc ra để đổi. C4 rơi cực kỳ vô duyên. Đoán nhìn được rồi. Nhưng không bắn người này thì chắc chắn sẽ bị người kia bắn. Đây rồi, lộ luôn. Hai quả flat. TZ vẫn chỉ là dích dắc thôi, thực sự rất khó chịu. Và thêm cả smoke bục bồi vào nữa, hết thời gian để xử lý tới từ In rồi. Bó cẩn chưa? Không cho In một cơ hội nào luôn. Quá khó chịu với cái cách sử dụng bom mìn của Heroic bây giờ. Được Kixon đang truy. Truy đặt tâm và In vẫn là người chiến thắng. Hơi vội vàng tới được Kixon rồi. Không sao hết. Vẫn là một round thắng được đem về dành cho Heroic. 8-1 bây giờ 9-10. Bắt đầu tù rồi. Nhanh không được mà chậm cũng không xong. Ném bài outside. Nutty vào thành công khu cửa secret. Quả flat không mù và tiếng solo em Nutty lại một lần nữa là người chiến thắng trước Dexter. Về được không? Có quả gì dội vào Nutty hay không? Nutty đã đinh rồi. Chưa có quả gì để dội vào vị trí của Nutty cả. Sút đã nhìn thấy bóng. Đón luôn này. Biết là outside có ít nhất hai người. Nutty Ê, Nutty tự nết bản thân à? Đã có một tiếng nết tới từ vị trí của Nutty. Tự nết bản thân rồi. Nutty tự nết bản thân rồi. Quỷ à? Làm cái trò gì tới từ vị trí của Nutty vậy? Và bây giờ thì Sus cũng đi. Mini đang vào. Trong bom xe chỉ là một của MP9 mà thôi. Tới từ vị trí của Kingston, đối phương đang giạt. Một nhịp giạt và hai người ở bom xe của Eric cũng nằm xuống. Cái quái gì với các thành viên bên phía của Heroic vậy? Họ quăng luôn cái round thi đấu này đi ư? Nớt gì tự nết chết mình thôi. Và các thành viên của bên phía Heroic chớ hết. Chớ hết tới từ Short, chớ từ Tetset, tới từ Kixon. Nikodot thì không kịp chớ. Đã phải đi xếp mất rồi. Đây, chúng ta cùng xem lại quả nết này. Ôi rồi ôi, trông nó có nhà quê không cơ chứ, còn không hiểu ném quả nết đấy ra làm cái như thế nào. Nó trông mặt kìa. Nhưng kể cả tình huống này, Nutty có nằm xuống thì cũng là 4v4 thôi. Cảm giác là Nutty bị nằm xuống phát là các thành viên của bên phía Heroic như ong vỡ tổ luôn. Vậy C4 sẽ được đặt hướng về cửa nhỏ. Nhưng sút đã mò theo. Kề ngược lại tới từ bên phía của vách xài và đây là một góc quá đẹp. Xếp luôn. Sẽ là xếp luôn tới từ bên phía Eric. Bắt buộc phải xếp thôi, nhưng có xếp đây không? Có xếp được hay không? Lộ vị trí tới từ Nutty. Đang cố gắng cá rỉa vị trí của Alistair. Nhưng đây là người tiếp theo đến. Người đến cứu thì lại là người chết trước. Anh nông gục rồi. Nhưng sẽ là tổ quay vây bắt vị trí của Nutty bởi vì Nutty đã lộ. Giặt ra bắn tốt tới từ Ins. Không có cái đắp buộc kill. Nhưng mất càng nhiều súng thì bên phía của FlyQuest họ càng vui thôi. Sẽ là 11-10. Hai súng được giữ về ở tại Global City. Hai súng tiền này thì em nghĩ là vẫn sẽ up tới từ các thành viên của Heroic. Này thì lại cố gắng kéo overtime à? Rồi, Kixon. Oh kìa. Hai mạng tới được Kixon là một tình huống em không thể tốt hơn. Nhưng Nutty lại tiếp tục nằm lại bởi Alistair rồi. Hai cùng 14 rơi mất rồi.
Shut và Tesset thì là hai người thậm chí không có giáp. Bây giờ Nikolov đưa khẩu op đấy cho người nào không có giáp đi, xong bắn M4 đi. Nhưng Nikolov lại đang ở ra một mình. Tưởng chừng như cái double kill Kixon nó sẽ mở ra cơ hội nhưng chưa mở. Chưa hề mở ra nha. Phải nhổ được cái gai mang tên Dexter ở khu vực outside này trước thì bên phía Hick mới thoải mái di chuyển được. Nhưng quan trọng là chúng ta không biết là có bao nhiêu người ở outside. Họ vẫn đang tìm Dexter nhưng họ đang tìm một cách rất từ từ đây rồi. Đã có tình huống tiếp cận và Shirt tìm thấy anh Đông. Còn lại hai người thôi. Đánh động và Ram chuẩn bị đẩy. Ram sẽ cần được kích hoạt. Bắt buộc phải là móc tới từ vị trí của Nikolov. Nikolov là người có kit. Tesset sẽ về mini. Đây rồi, hai người đi móc. Hai người móc lobby. Một tình huống spam tạo động trước tới từ vị trí của Tesset. Nikolov đã tiếp cận rất gần rồi. Và Alistair. Alistair không vượt qua được Nikolov. Người còn lại, người cuối cùng. Liad vừa lộ là gần nhà hát. Đổi được một tới từ Liad. Liệu rằng có tình huống clutch tấn công hay không đây? Giạt chung với nhau. Và đó, trời ơi! Cái gì đây, Nikolov ơi? Nhưng một mình Nikolov đủ để vá hay không đây? Inz vẫn đang kề ngược lại vào góc này. Liệu nớt gì? Hay là Inz? Hay là Inz đây và đó sẽ là nớt gì? Nhưng bây giờ chạy và đó là tình huống quả C4 nó rơi. Liad đổi rất nhanh. Lộ ý đồ đánh phục bóng xe rồi. Nớt gì đang cố gắng spam và nớt gì hạ gục được Liad. 3 vết tài dành cho Heroic. Alistair không vượt qua được cái map của quả smoke này. Một vết vào vách sai không làm được điều gì. Map boy đầu tiên được cứu tới từ bên phía của Heroic. Còn nguyên 30 chưa phải là Tết. Vẫn là còn nguyên. Trong số chúng ta ai cũng biết đào thiếu chính thức cuối cùng. Lực kinh tế cũng đang ảnh hưởng bên phía FlyQuest thì họ phải thi đấu với một của Tech9 và một của Mark 10. Đi qua smoke tới từ anh Nông không thành công. Và Nikolov đã sủi ý đồ rất nhanh vào khu vực Ram tới từ bên phía FlyQuest. Đổ bể luôn rồi, họ quay xe rồi. Bây giờ thì muốn quay trở lại cùng bom xe nhưng cái lượng bom mìn tới từ FlyQuest là không nhiều. Nếu như Heroic họ chơi một cách tập trung thì chúng ta sẽ rất gần với những round thi đấu ở lượt overtime. 3 bom A. Và Heroic họ không vì gì phải vội cả. Hỏa lực hơn, bom mìn hơn, nhân sự hơn. Thiên thời địa lợi nhân hòa tới thì Heroic họ thậm chí còn boost cả vị trí của Sus lên cao A nữa. Quả nào ném trước đây, sẽ ném quả lửa trước. Quả lửa rất chuẩn tha mình. Và khi quả lửa tan đi bồi thêm quả smoke nào thì nữa thì khu vực Squeaky này sẽ an toàn trong 20 giây tiếp theo. Còn Flat nhưng chỉ là một quả tới từ vị trí Alistair mà thôi. Và với góc đứng này thì khả năng rất cao In sẽ là người phải lửa tại nóc H. Nhưng thêm một smoke nữa được bồi. Bắt buộc phải đi rồi, hết thời gian để suy nghĩ rồi. Heroic họ đã chờ sẵn. Họ đứng đợi ở đây từ chiều. Nhưng sẽ tình huống để chui ven. Nerdy đổi được một. Nerdy không có cái mạng thứ hai. Dưới này thì đó là vị trí của xuất hạ cũng được In. Nikolov đón được thành công một. Không có cái mạng thứ hai. Nhưng C4 đã rơi. C4 đã rơi, cần phải nhặt quả C4. 6 giây, 7 giây, không thành công và chúng ta có overtime. Nerdy sẽ muốn tìm kiếm cái thông tin nào đó ở cái map của quả smoke này. Nhưng quả này thì khó rồi. Smoke 3 quả này thì quá khó để Nerdy có thể xử lý. Rất cảm ơn sự đóng góp của bạn Tuấn Anh. Bây giờ thì dưới khu vực Secret. Kixon có mạng, Tesset cũng có mạng. Nikolov đã nhìn thấy. Nikolov chắc chắn không thể bắn trượt được pha này khi đối phương đã lộ thịt từ trước. Cứ đi vào tâm thôi. Backside cũng không có được một pha êm tốt. Lộ vị trí ra khu mini. Tesset sẽ không tò mò đâu. Lẩn vào trong Squeaky nhưng đây thì kích xa đâu kìa. Thấy rồi, thấy rồi. Ui, hỏng rồi và lại là tiếng được bắn sau lưng tới từ Nikolov. Chỉ cần một tình huống lộ tại khu vực mini thôi, nhá ra outside một nhịp thôi. Và liên tiếp là spam thôi. Thì rất cao là Nerdy sẽ không bị trách. Chắc chắn là không trách nhưng muốn là bao nhiêu đây. Sẽ dừng lại con số 1. Và anh Nông có đổi được hay không? Anh Nông ơi, anh Nông đang cố gắng né quả flash. Anh Nông không làm được gì. Vẫn double kill dành cho Nerdy. Chỉ là một tình huống spam trong khu vực mini thôi. Nhưng bên phía FlyQuest bị đánh lừa quá dễ dàng. Và đi qua tại khu vực đó là Squeaky này. Đổi được một
Dead Set đã về thành công. Hết đạn rồi nhưng đi qua Smoke thì USP cũng chơi được, chứ đừng nói là súng gì khác. Mà nó sẽ là điểm chiến thắng thứ 14 dành cho Heroic mà thôi. Hai round bên City Side rồi, và nếu như là 3 thì sẽ là mắc những lợi thế được đem về dành cho Heroic ở tại map pick của họ. 22 thậm chí đang là top frag luôn. Đúng. Đốt muốn phân tích tại cùng Suki kỳ. Một tình huống Nikrop vẫn kịp hạ gục Inns. Nhưng bây giờ thì Alistair đổi, Vexai đổi. Nếu như Fly mà gỡ được một thì sang lượt thi đấu sẽ đáp họ còn nguyên cơ hội của mình. Headset đã xuống. Và bây giờ thì Dexter phát hiện ra trong khu vực bomb xa có một người, nhưng Dexter không muốn đấu. Anh ta không muốn đấu súng mà anh ta muốn đấu trí. Thay vì việc bắn nhau với đối phương thì Dexter đang ngủ trong quả smoke. Quả shot móc được về Ram rồi. Một timing shot đã nhìn thấy. Một nhìn thấy hai và quyết định sẽ là hạ gục Vexai luôn. Và báo cho những người đồng đội của mình là dưới B có người. Ram đã xuống. Nhưng Tetset bây giờ muốn kiểm soát khu vực secret trước. Liet đã bò được xuống khu vực bóng xa và Liet là người cầm C4. Quan trọng là Liet sẽ đặt quả C4 này như thế nào đây? Hướng về cửa nào đây? Bởi vì bây giờ Dexter chưa xuống được và Dexter không xuống nổi. Dexter tê lắm rồi, đấu skill toàn thua mà thôi. 9 frag còn nằm xuống tới 22 lần. Bây giờ Alistair tại khung cửa đơn cũng đã quá yếu rồi. Và Tesses khéo chưa? Bắn yếu luôn cả vị trí của Liat và quá nhiều những lợi thế được đem về bởi Tesses. Di chuyển vào Ninja tới vị trí của Liat, một pha di chuyển rất khéo ở đây. Ôi! Hỏng rồi. Hết rồi. Một mình Alistair, full AP, này thì full AP này. Vắt sữa, phải nói là ác luôn tới từ các thành viên bên phía Heroic. Ram sẽ phải đối chọi với 4 họng súng của Heroic ở tình huống này. Giác 6 viên đạn. Bắt đầu thay đạn thì đây là lúc các thành viên bên phía Heroic còn tràn ra luôn. Xùi 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 xùi, Alistair bật zoom lên, nhưng Alistair bật zoom là Alistair lộ. Lửa đã được trả vào vị trí đứng của Alistair. Bây giờ thì liệu Heroic có xuống B luôn hay không đây? Họ hoàn toàn có thể chậm lại. Họ hoàn toàn có thể quay xe. Nhưng quan trọng là họ đã mất đi vị trí của Tesset rồi. Đúng vậy. Người di chuyển outside đã nằm. Và bây giờ FlyQuest đang đẩy ngược hai người xuống secret để có thể móc máy vào các thành viên bên phía Heroic. Nhưng đây là một tiếng mà Heroic đang quay trở lại khu bom xe. Họ có mắt ở sau lưng à? Bom xe chỉ còn có một người bên phía của FlyQuest mà thôi. Xuống 3B luôn rồi. Lại còn là Dexter nữa. Anh Nông, ai cứu anh Nông với. Bắt đầu ném lửa, bắt đầu ném flash rồi. Và flash nó hơi lỗi một chút. Nhưng bây giờ cái ý đồ này đã hoàn toàn bị lộ ra tới từ bên phía X. Nhảy từ ven lên tới từ bên sai bắn rất cục. Anh ta có được một. Alistair đã về tới khu vực Heaven. Alistair không đổi ai. Và anh Nông thì vẫn là như vậy. Anh Nông chỉ đánh được du kích thôi. Giáp lá cả anh Nông không chơi được. Và Nông thì bắt được in. Chấm mét dành cho các thành viên bên phía của FlyQuest tại map thi đấu thứ hai này, và nó sẽ là 2-0 dành cho Heroic.